2021 mang chúng mình nhiều sự cải tiến về công nghệ, tiện ích đưa đến trải nghiệm thời khắc bên trong người cầm lái. Rồi chúng ta cùng xem coi Honda Rebel 2021 của chúng ta sẽ làm được những điều bất ngờ gì đây. Wow, không chờ đón được các bạn ơi, vỗ tay lên, vỗ tay lên nào, vỗ tay điều nhạc cùng với những kỹ thuật hồi hộp.